Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú chị và các bạn, những khán giả thân yêu của kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay mời cô chú cùng ghé lại nhà của em Nhàn nữa hả cô chú, ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, để xem giao lưu với em Nhàn một số cây trang rồi hồng ngọc mai. Giống như mọi khi hả cô chú, đây là những cái cây bonsai mini để bàn, thì rất mong cô chú xem và ủng hộ cho em Nhàn. Rồi chào cá Nhàn ơi ha. Rồi, nhà vườn Hoa Kiển Thanh Nhàn xin chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay shop mình cũng tiếp tục lên giới thiệu để giao lưu với cô chú anh chị mình một số tác phẩm trang vàng lá nhỏ, cây thuần chậu, phôi hồng ngọc mai sắp đế, phôi trang vàng, trang đỏ và sam trái cô chú anh chị, sam trái dáng co lắc chơi mini. Thì cũng giao lưu với cô chú anh chị, thì cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ shop và đăng ký ủng hộ cho kênh để mình có thêm nhiều clip xem nữa nha cô chú anh chị. Rồi, thì mời cô chú anh chị vào xem chi tiết cái clip ngày hôm nay luôn. Rồi, đầu tiên mình có cây cây này là cây trang vàng lá nhỏ. Hàng này thuần chậu cũng 7-8 tháng à. Rễ bây giờ là nó cứng cái chậu này hết rồi. Tàn cũng ấm mà cây mình cũng vừa hết phân, bởi vì nó hơi vàng vàng cô chú anh chị, mình tưới về vô phân được. Rồi, cây này hoành nó là 11 nha cô chú anh chị. Hàng mini cầm tay. Hoành 11. Chiều cao của nó là 18. Phun tán ngang là 27. Rồi, mini cầm tay mà chậu cũng đẹp tay. Ha. Chậu đó, rất thường là chậu. Chậu đồng nai ha em. Chậu đồng nai. Chậu mới bây giờ ha. Chậu mới, dạ. Trang vàng ha cô chú. Ấm tàn. Cũng cốt cành cũng đẹp nha cô chú anh chị. Có cốt cành. Một cốt ha. Rồi, hàng này thì giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Bao phí ship cả chậu cho cô chú anh chị. 500 ngàn bao ship luôn ha cô chú. Địa chỉ nhà vườn mình thì Thốt Nốt, Cần Thơ nha cô chú anh chị. Số điện thoại để chốt hàng là 0853 138 138. Rồi, số điện thoại thì con để trên màn hình nha cô chú. Mình giao lưu trực tiếp gọi số đó ha. Rồi, đổi luôn nha ngay. Mã số 1 là 500k ha cô chú. Bao ship rồi, toàn quốc. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây này thì tông cao, cô chú anh chị nào thích cao cao mình chơi cây này nha. Nhà bông gì nè cô chú. Hoành tại vị trí này đo được là 15 nè cô chú anh chị. Bông hoa rực rỡ luôn. Ngay cái cũ này là 15. Cũ 15. Rồi đó, xích lên cho cô chú anh chị tham khảo luôn là nó 11 đi, 11. Cái 11 chưa được 12. Cái cũ ở dưới còn bự hơn nữa nha cô chú. Ở dưới nó cũng có đế luôn à. Cao là 25 cm. Rồi, cao 25. Phun tàn ngang là 29 cm. Cái này thoát thân cao ha nhà ha. Thoát thân từ mặt chậu lên là 13 cm. Rồi, đây. 13 cm. Dạ. Rồi, giá chân luôn rồi. Em ơi. Cái này thì giao lưu cô chú anh chị mình là 600 ngàn. 600 ngàn ha. Bao phí ship cả chậu gì luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này về mình không phải làm gì nữa cô chú. Rồi. Chỉnh sửa nhẹ nhẹ theo ý mình cũng được. Rồi. Đó, đang hoa luôn. Rồi, đổi luôn em ơi. Giá là 600, mã số 2 nha cô chú. Rồi, tiếp theo là mã số 3. Ngay cũng thần chậu. Rồi, sống rất 3. Là khỏe. Đang đi đọt này là có hoa nè cô chú anh chị. Cái này đó, dày mịt luôn ha. Cái này cái tàn nó dày mịt luôn cô chú. Thoát thân một cốt cô chú ơi. Hoành là 12 cm tại vị trí này nha cô chú không à. Rồi, 12 cm. Tàn cao nó là 19 cm. Tàn ngang là 27. Phun tàn ngang là 27 như cái nấm luôn. Cây nằm chậu cũng 6-7 tháng cô chú anh chị, nuôi 6-7 tháng. Cây chậu này bề ngang là 20 cm. Rồi. Dài là 25 cm. Chậu này khá to hơn là mấy cái chậu tròn kia. Chậu to, mấy chậu tròn nha cô chú anh chị, nuôi cái cây nó thoải mái hơn. Cây này thì giao lưu cho cô chú anh chị mình là 600 ngàn. 600 luôn. Cái chậu này không là hơn 100 ngàn rồi đó cô chú anh chị. Rồi, chậu gớm 600, bao ship luôn ha cô chú. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, chậm chậm thôi nha. Chậm. Dạ. Rồi, vừa thôi. Nhanh quá cô chú chóng mặt á. Shop mình giao lưu là bao ship nha. Cô chú anh chị mình khỏi lo về cái phí ship phát sinh. Rồi, cây rất là khỏe ha cô chú. Rồi, chuẩn bị cho bông nè. Tàn ở dưới mịt, mình dày mịt luôn cô chú anh chị. Đã sửa, đã vô dây, đã hoàn thiện cho mình. Đổi giá cây là 600k, mã số 3. Rồi, tiếp theo là cây này là mã số 4. Mã số 4 ha. Form cao cao, dáng lắc lắc ha. Rồi, dáng có lắc luôn. Tàn nó cũng đặc rồi. Cô chú anh chị mình về thì muốn sửa thêm như thế nào thì sửa cô mình chú anh chị. Để chồm ở dưới vậy luôn ha. Dạ, để luôn cho nó hoành tại vị trí này là 11 nha cô chú anh chị. 11 ha. Để thì vậy nè cô chú. Cao là 27 cm. Rồi, 27. Phun tán ngang cũng 27 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số cao lên tới trên này nó có nhánh lắc lên đây ha cô chú. Thân nó lắc. Nhìn nó cũng khác biệt lắm ha. Ví dụ cây này cô chú anh chị mình muốn nuôi bonsai mình về mình lọc chi bớt cho nó gõ cái đường thân ha cô chú anh chị.
mình làm cho cái nó tàn giống như chữ C vậy nó dạ. Mà nó cong cong lên đây chút xíu lắc mình về mình lọc chi bớt mình chơi cành gơi hay gì đó. Rồi rồi phôi này cái này, này là giao lưu cô chú anh chị mình 500.000 bao ship cả chậu luôn, ship cả chậu trang vàng lá nhỏ hàng ấm tàn mịn màng nha, đường thân đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 hay số 4 rồi xin đổi cây. Rồi rồi tiếp theo là mã số 5 là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị, trang vàng ha, hàng nó thuần chậu sống phả. Con này thì em nhàn còn nữa nha cô chú, hoành là cô 13 chú theo dõi, đăng ký kênh sau này mình có cây khác mà thích hợp cao là 20 cm cái mình giao lưu, tán ngang là 27 nó cũng được. Đang hoa nè cô chú anh chị, hoa chi chích luôn mỗi đọt mỗi hoa thần. Mình còn nhà vườn mình còn rất là nhiều cô chú anh chị, mấy clip sau sẽ có những cây hoành lớn 18 hoành 20 hoành luôn nha cô chú anh chị. Rồi nó chưa có vô dây được nên này mình chưa có cô chú mua rút ngắn thời gian lại cho mình nhiều lắm, tại vì nhàn đã vô dây đã chỉnh sửa rồi vô này chậu mình về thuần là cho chơi mình. Liền thuần chậu an tâm về cứ bê lên là chơi thôi, châm có cho hoa là chơi ha. Rồi cây này mã số 5 mình giao luôn 600.000 giao luôn giá là 600.000 bao phí ship cả chậu cho cô chú anh chị đó đang full hoa luôn. Rồi rồi mình đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì hồng ngọc mai phôi nha cô chú anh chị. Rồi, hồng ngọc mai sắp đế. Sắp đế. Đấy. Cây này đế cũng đẹp. Cái cây này nó đẹp, có dáng giống chực lắc đẹp ha. Nó có cái dách nhưng mà cái dách nó nở chữ A ra trời bè cho nè cô chú. Cũng là cây sữa đế không cô chú anh chị. Rồi hoành vị trí này nó là 11 cm. Rồi 11. Mấy cái này là cắt trừ heo thôi. Dạ. Mình cô chú anh chị mình về có thể lọc lại, sàng lọc nó lại. Đây nồi đế nó là 36. Rồi, đế đẹp của chú anh chị à. Đây, sắp, cây sữa sắp đế ha em. Dạ. Sắp đế ha. Cao là 17 cm. Rồi. C1. Giao lưu là 300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Nhà là đặc biệt chuyên về những cây bonsai để bạn ha cô chú. Hồng bonsai mini. Rồi sam trái rồi bông trang. Rất là cô chú anh chị mình có cần số lượng thì cứ liên hệ trực tiếp với shop để có giá tốt luôn. Rồi, nếu mà mình lấy nhiều nhiều cô chú. Dạ, mã này là mã C2. Cô chú anh chị mình chốt nhớ mã số giùm. C2. Rồi mấy cây có lá là 1 2 3 4 5, còn đến cây phôi này là có chữ C đầu nha cô chú anh chị. Rồi, mã là C2. Đây hoành nó là 12, vị trí eo nhỏ này đây. Hồng ngọc mai series Thái cô chú. Một cốt, hàng sắp đế ha. Đây nồi đế này là 32, sắp đế rất là đẹp cô chú. Cây này đế đều, tay cành đều luôn. Chiều cao tổng nó là 19 cm. Cô chú anh chị thích chơi lùng lực thì rút xuống. Về mình thích trồng đứng lên thì trồng cô chú này. Tại cái bầu đất nó nghiêng thôi cô chú anh chị. Bầu đất nó nghiêng thôi. Dạ. Rồi, mình trồng lại. Rồi, C2 này giao lưu là 350k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi. C2. Hàng sắp đế ha cô chú. Rồi. Làm cũng công phu ha. Nuôi cũng có mới có bộ đế này. Rồi, đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã C3 nha cô chú anh chị. Này cũng đế sắp luôn. Toàn bộ là một cốt không em ha? Dạ, cây một cốt. Một cốt sắp đế, cộng đế to không cô chú? Cây này hoành tại vị trí này nó được 14 cm nha cô chú anh chị. Cao là 25, cao tổng từ mặt bầu lên là 25. Cái dòng này cô chú lá nó nhỏ, rồi hoa nó cũng nhỏ lên trên cây mình chơi bonsai rất là thích hợp ha. Rồi, hoa này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000. 300.000. Bao phí ship toàn quốc. Rồi. 300k là mình có một cái phôi hết cô chú. Dạ. Đế cầm to to đều nó âm sổ. Cái này cô chú anh chị mình về chơi bonsai mình rút đế nha. Rút đế mình nuôi đế cấp 2 lại cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi số C4 ha. C4. Đó C4 là một cái củ cái dách chè bè luôn cô chú ơi. Quanh này là 11, kể 11 đi, gần 12 kể 11 thôi. Nồi đế này là 36, đế rất là đẹp cô chú anh chị, cốt cành nó cũng đều luôn. Cao là 21 cm. Rồi giá luôn em ơi. Giá là 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. C4, hồng ngọc mai. Dạ. Rồi C5 lên luôn. Đây. Cái này là toàn bộ là để bàn hay cô chú. Cô chú xem, đây cái cây này to. Cây này to mà đế nó rất là đẹp. Nhìn khác biệt luôn ha. Yeah. Cái cây này nhìn nó lực lắm cô chú, lực lắm lực. À. Đặc biệt ở dưới này có thêm một cái nhánh này giống như cái tử nhỏ nhỏ vậy ha. Yeah. Mình có thể chơi cái phong cách nhìn nó khác lắm. Còn cộng đế nè, to 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 cái ngón tay mình nè. Bự hơn cái ngón tay mình nè. Rồi để đo hoành. Cái cây này rất là nhanh chơi, cái cây này cái tàn nó tròn vo luôn rồi.
Cái bầu đất thì nó nghiêng thôi cô chú, chứ không phải cái cây nó hoành nghiêng tổng vậy. Chỗ này là 18 nha cô chú anh chị. Rồi hoành tổng 18. Đo trên đây cái nữa cho cô chú anh chị xem luôn. Trên đây là 13. Rồi trên đây 13 ha. Đây, cái bầu đất mình vấn nó hơi nghiêng cô chú anh chị. Cây mình về mình có thể rút đế mình trồng bình thường không sao. Loại này nó mạnh lắm. Rồi cái nồi đế này kể 30 đi. 30. Đó. Rồi. Đó. Chiều cao nó là 20. Loại này thì tại vì đất á, đất mình trồng đất cồn, đất phù sa cô chú anh chị, bấn cái bầu đất nó hay bị bể. Không được tròn. Còn loại này thì mình rút đế, mình lấy cành, lấy rễ mình trồng cũng sống đó cô chú anh chị. Rồi giá luôn em ơi, C5. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 400 ngàn. 400 ngàn nha. Cây này to đẹp. 400 ngàn bao ship toàn quốc. Đế đẹp lắm cô chú đây. Đó, đế cộng to to không ha. Rồi, này không chiếm nhiều diện tích đâu ha cô chú, mình lấy một vài cây mình để nhà mình chơi. Rồi C6 nha cô chú anh chị. Chẳng hạn như mình ở chung cư hay là ở mặt phố đâu này nè. Hoành là 11. Rồi 11. Cái củ này nó là 30, củ đế đặt 30. Rồi 30. Chiều cao nó là 20 cm, mã là C6 nha cô chú anh chị. C6. Rồi, cái này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Một cây để bonsai để chơi. Rồi. Rồi này hoa nó thơm mà trái nó chín rất là đẹp. Nhàn cắt là cắt gọn thôi ha cô chú, còn nếu mình cắt để mình nuôi thì tùy theo mỗi người ha. Rồi, cắt lại. Xin đổi cây nha cô chú anh chị. Hiện giờ thì cũng chưa có tha keo chưa có gì hết. Rồi, mã số 7. Cây này cũng rất là to đẹp cô chú anh chị. Cây rất lừng rất đẹp. Rễ cọng to to. Đây. Cái cọng rễ nó còn bự hơn cái cành nữa. Cái cọng rễ chơi lớn mini hơn. Bonsai rất là đẹp. Cọng rễ nó bự hơn cái cành này luôn cô chú. Dạ. Hoành tổng đây là 19 nha cô chú anh chị. 19. Rồi, cây khá lớn ha. Cái nồi đế này là 50. Đế rất đẹp cô chú. Đây nè, cọng đế này. Đế này cô chú anh chị mình về rút ngắn nó, lại. Nó chè bè như cái búp măng vậy ha. Yeah. Mình lượt lại này, nó cái ngọn nó còn có chút xíu rồi cô chú. Ngọn nó nhỏ hơn ngón tay luôn cô chú anh chị. À. Rút lùng lực, mình rút tay cành lại nha cô chú anh chị. C7. C7. Cao là 20 cm. Tay cầm không giáp, hoành là 19, đế đều đẹp. Cái này giao lưu là cô chú anh chị mình là 600 ngàn. 600 ngàn ha. Bao phí ship toàn lớn ha cô chú. Dạ. Thì cây này rất là hơn. To. Nó lớn gấp đôi mấy cây kia cô chú anh chị em, mà bộ đế nó rất là vững chãi. Chơi bonsai đế gì nó mới đẹp. Như cái cây này rút lại như cái ngọn tháp vậy đó. Rồi, rất mong cô chú anh chị xem vui và ủng hộ cho nha. Dạ. 600k ha cô chú, mã số C7. C8. Rồi, tiếp theo là C8 nha cô chú anh chị. C8. Rồi cây này là cũng đặc biệt lắm nha. Đế đẹp luôn. Siêu lùng ha. Cây này rút xuống một cái luôn. Là giữ lắm đẹp. Hoành là 14 cm nha cô chú anh chị. 14 cm. Đế cũng đều nha. Đế đó, này có... cô chú anh chị mình cứ cắt rút nuôi bình thường. Rồi đế nó là 44 cm. Rồi. Dựng cũng được mà để siêu siêu cũng được ha. Cao tổng nó là 15 cm đó. Mình sửa đế lại gì nè, sửa đều lại cũng được cô chú anh chị. Để ở đây đi. Rồi. C8 luôn em. Rồi, C8 này giao lưu cô chú anh chị mình 450 ngàn, bao phí ship toàn quốc. 450k. Cây đế đẹp gì hiếm lắm cô chú anh chị. Sắp đế từ nhỏ ha. Dạ. Rồi đó luôn em ơi. Vô mấy cái chậu tròn tròn cạn cạn đó cô chú. Tiếp theo là mã C9 nha cô chú anh chị. Dòng này nó cũng nhanh chơi lắm cô chú ơi. Mình trồng 2-3 tháng là có hoa chơi à, mau lắm. Nó phúng tự ra hầu như là quanh là 11 ra bông á. Cái này mình ship đi tới cô chú anh chị là có tược rồi đó. Rồi. Củ đế là 28. Cao là 21 cm. Cây này thoát thân cao nè cô chú. Thân. Dựng thẳng lên vậy nè cô chú. Đó, trồng vậy nè. Chuyện cây này thì giá dễ đều. Chơi nè. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 300 ngàn thôi. 300 ngàn. Bao ship có thoát thân luôn mà cô chú. Cây này thoáng cây ha. Cây tùy theo cô chú anh chị mình thích cái phong cách ha. Rồi. Rồi, xin đổi cây C9 300 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi 10 luôn em ơi. Rồi, tiếp theo là mã C10 nha cô chú anh chị. C10. Ngọc Mai. Cây này cái đế nó cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Rồi. Hoành nó là 11. Rồi hoành 11. Đế này nó đặc cô chú. Cái củ này là được là 30. Rồi 30. Thì nhàn đo thì nó tương đối cao là 15. Có gì thì mình thông cảm ha. Cô chú anh chị mình lấy muốn chính xác gì đó có thể kết bạn Zalo mình yêu cầu đo lại ha cô chú anh chị. Rồi, mấy cái cây này nó cũng cái này giao lưu là 300 ngàn, hàng mini thì cũng không có chênh lệch hoành nhiều cô chú anh chị. 300 ngàn ha. 300 ngàn bao phí ship Hồng Ngọc Mai ha cô chú anh chị. Hồng Ngọc Mai này cũng khá đẹp luôn. Rồi.
Đó, xin lỗi cây. Rồi 11. À, tiếp theo 11 là... này là trang vàng C11, trang vàng đó nhỏ. Đó, trang vàng cây phôi này to ha cô chú anh chị ơi. Rồi. Trang vàng nghe cô chú, da nứt nẻ nè. Hoành nó là 22 cm. Rồi hoành là 22 luôn. Đây, cái củ đế này là 34 cm nha cô chú. Một cốt dốt ngọn luôn nghe cô chú, chân cành đóng đều luôn. Tay cành rất là đều, cao tổng nó là 22 cm như cái núi vậy đó. Đây, cô chú anh chị xem. Ồ, còn rễ ở dưới nè, rễ rất là khỏe luôn ha. Rất là khỏe. Cây bên mình là bao sống cho cô đây, chú anh chị nha. Con cũng báo cho cô chú này là cái này là do mình đất mình nó đóng thôi, chứ lá nó rụng xuống á, nó chứ, ủ chứ không phải là bị chứ gì. Cây là bao sam bao mục cho cô chú anh chị hết. Bao rồi bao cây là hư tuột nhựa đâu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị trồng 2 tháng rồi cây không sống, bị khô, bị tuột nhựa gì thì cứ bao ra đó em ha. Dạ. Rồi, giá là cây này luôn em ơi. Cây này giao lưu là 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Dạ. Cây bonsai to đẹp cho cô chú anh chị. To đẹp, dáng trực. Mang giót ngọn còn ngón tay thôi, cốc cành đều. Rồi, giá là 700 ha. Đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi, C12. Cũng cây này cây cũng lùng lực ha. Già cây luôn cô chú anh chị. Rất là lực cây cô chú, nhìn ở ngoài nó rất là to á. 24 hoành. 24 hoành luôn. Trang hè hoành lớn lớn, một cốt hoành lớn gì cũng hiếm cô chú anh chị. Nồi đế nó là 48. Cái này mình trồng về cái mình ấy gọn lại cái này ha. Mình xử lý đế xuống, mình hạ rồi mình cắt rễ tiễn rồi lại cô chú anh chị. Đế này nó còn hạ xuống được. Cao là 17 cm, gót ngọn. Cô chú thấy nó rất là khỏe nè. Mầm rất là mạnh nè cô chú anh chị. Đó. C12, cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 800 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú. Cái này to hơn cây kia luôn ha. Dạ, 24 hoành, đây, tay mình cầm có nửa cái cây thôi. 800 ngàn hả cô chú? Đó. Rồi, đổi luôn em ơi, C12. Rồi, 13. Tiếp theo C13. Và cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Vàng lá nhỏ luôn. Đây là cốt cành nó cũng khéo ha. Đây. Và mình đo từng vị trí cho cô chú anh chị tham khảo. Đây, hoành tại vị trí này nữa là 19, ngay cái eo nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi, nó cũng bật mầm hết trơn rồi cô chú. Rồi, mình đo cả cái củ này nè, cái củ đặt nha. Củ đặt nó là 32 cm. Rồi. Củ đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Nhàn thì rất là nhiều cây cho nên không có gọt được kịp ha. Cái này nếu mà cô chú chốt quá thì nhàn đã sẽ ấy lại cho mình ha. Cao là 17 cm. Rồi, sẽ gọt đồ này tha keo cho mình. Củ nè, cô chú anh chị mình thấy cái củ cầm không giác. Này thì nữa đi thì mình gọt thẹo tha keo cho cô chú anh chị hết ha. Rồi cây này xin giao lưu là 600 ngàn bao phí ship. Cây dách cũ ở dưới nó to lắm. Dạ, cái tại nó ba mấy 600 ngàn hả mẹ? Dạ, 600k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi C13. C13 ha. Rồi, hỏi luôn em ơi. C14 nha cô chú anh chị. 14 này form trực lắc, mầm cũng rất là mạnh nè ha. Trực lắc. Giờ mình đo cây này cái... chơi phong cách đó cô chú. Chỉ cái cần 3-4 chi là ok. Đó, cái củ này là 26 nè. Rồi, một cái ngọn, một cái cành gớt đây, một cái hành bên đây nữa là mình chơi. Cái củ là 26, hoành đo trên eo này, tuốt trên này là 16 nè cô chú anh chị. Ha. Từng vị nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Đó, ngay tại vị trí này là 20. Rồi, cái cây này đặc biệt cái nếu mà ra cây là cô chú chơi được hai mặt. Cao là 15 cm. Hai mặt tại nó có cái rộng giống chữ C vậy nè. Dạ. Đó là mình dòng bên nào cũng được cho nè. Bên đây này nó công hơn cô nè. Chú anh chị thì cũng rất là dễ chơi, 500 rồi. Ngàn. 500 ha. Cho cô chú anh chị mình nha, C14. Rồi. Mặt nào cũng đẹp hết cô đặt chú anh khỏe chị. Khỏe không cô chú? Dạ. Đó. Nó mầm mà nó ra lá gì là cây rất là khỏe nè. Mình chơi hai mặt cô chú ơi, chơi được hai mặt. C14. Bên rồi. Mày thì công hơn nè. Đó. Rồi, xin đổi cây nha cô chú 14. Chị. Rồi 15 luôn em ơi. C15 cũng một cây phơm trực lắc. Cây này cũng dữ hơn cây đó nè. Cây này đẹp nha. Cây này sạch dữ lắm cây cô chú ơi. Chú cây này chị. Nó đó. Đặc biệt cái dách này nó to đùng luôn. Đó. Nó nâng cây nó to lắm to luôn. Chú anh chị mình mà thích chơi bonsai thì mấy phơm này là đúng gu cô chú anh chị nha. Đây hoành tại vị trí này là 26 cm nha. 26 luôn hả? Đó, rồi. 26 cm. Cái chỗ đó là ha. Trên này. Cao là 15 cm nha cô chú anh chị. Nồi đế này là 40 cm. Rồi, nồi đế là 40. Rồi, quá trời cái củ này ha. Dạ. Cái dách chữ E nó to đùng luôn cô chú. Đây nè. Quá trời, cái này đúng bonsai ha. Dạ. Chơi ra một cái cây nè, đứng ốp tay sao cho mình coi nè.
lên đây lấy nhánh ở đây, lấy cái gọn ở đây, lấy ở bên đây nữa, ba chi và thấy cái cây nhìn rất là to, đế rồi nó cũng rồi, bỏ đều cái mã này C15 giao lưu cô chú anh chị mình là 900.000 bao ship toàn quốc cho cái cô này chú đẹp anh chị. Cô chú ơi. Dạ thì giá nó có nhỉnh hơn ha cô chú, chàng vàng nghe cô chú, chàng vàng lá nhỏ nhỏ ha. Rồi tiếp theo C16 này là chàng đỏ nha cô chú anh rồi, chị tới đỏ ha, đỏ lùng lực cũng lùng lực. Tay cành đều đỏ thì da nó láng mướt hơn ha. Dạ đó, hoành tại vị trí này nó được là 20 cm nha cô 20. Chú anh chị, đỏ rồi. Gì cũng lớn lắm mà. Rồi cây này thì chơi form tàng đa ha, nhiều. Cao là 14 cm, cái này nó có cũng có đế luôn chân nha cành. Cô chú anh chị, đế chân cành dách chữ A, tại cái cây bên mình làm là cái mẫu như vậy. Rồi đế này cũng được 30 nha, cái cũ 30. Hoành 20, cái cũ rồi. 30. Rồi, thôi này xin giao lưu là 600.000. 600 giá ha. Cũng dễ chơi cô chú anh chị. Rồi. Này về vài tháng nữa là tàn chơi được rồi, mầm rất là mạnh, cây rất là khỏe. Rồi, đổi luôn. Đó này thì chơi yên tâm. C16 dạ, là 600k luôn. Dạ. Rồi, 17. C17 cũng phơm trang đỏ, một củ đặc rất to cô chú anh chị. Tàn đa cái này gõ nét luôn ha cô chú. Cây này đang ra tới 24, mình kể 23 thôi. 23. Rồi, đế là đóng đều hết trơn ha. Cao cũng 14 cm. Củ nó đặt cốt cành cũng hay ha, cành 1, cành 2 đây. Sau nó cũng có cành phong nữa luôn. Chụp lập mặt rồi chụp nóc xuống là chơi được rồi, dễ chơi. Rồi, pho này cũng xin giao lưu là 600.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. C17. Rễ rất là khỏe nha cô chú. Dạ, chữ A. Đây nè, nó phúng mầm ra vậy nè. Mầm rất là mạnh nè, trang đỏ thì chơi yên tâm cô chú anh chị ơi. Rồi, dễ nuôi hơn trang vàng. C17. Bao sống cho mình hết luôn ha. Dạ. Bao sống bao ship toàn quốc luôn, rất là dễ chơi cô chú. Rồi, tiếp theo là C18. Chú xem ủng hộ. C18 cái cây nó cũng mầm rất là mạnh cô chú anh chị. Rất mạnh. Đây hoành lại là 18 cm nha. 18 cm. Cao cũng là 18 cm luôn. 18 cm luôn. Mầm rất khỏe, đế nó cũng chảy đều. Cái này cô chú anh chị. Cái bầu hơi nghiêng em ha. Bên chồng có thể đứng lên nha cô chú. Chồng đứng sửa lên. Sửa lại bên chồng mình sửa cho mặt đế nó ngay lên cô chú. Rồi. Rồi, giá luôn em ơi. Dạ, cây này thì 500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 500 ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi. Rồi, đổi luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã C19. Cũng là lùng lực ha. Lùng lực trang đỏ luôn. Rất là dễ thương cô chú, nhìn ngoài dễ thương. Hoành cũng là 19 luôn cô chú anh chị. 19 ha. C19, hoành 19 luôn. Rễ đều hết trơn nè. Cao là 14. Cây này mình gọt thẹo rồi thì nó cuốn rất là mạnh nè cô chú anh chị. Rễ có đều hết trơn luôn. Đó. Dích chữ A không cô chú anh chị, vót ngọn. Rồi, cái C19 hả? Dạ, cây này giao lưu cô chú anh chị mình cũng 500.000 thôi. 500. Giao lưu bao ship luôn, chị bao mình sống bao luôn. Phí ship nha. C19 nè. 19. Củ cũng rất là to. Rồi. Cái này form này mau chơi lắm cô chú ơi. Dạ. Rồi, 20 lên luôn em ơi. 20 là cây cuối của trang đỏ luôn hả? Trang đỏ. Đó. Cái này cũng cái giống cái form vậy đó cô chú. Yeah. Chơi tàng đa lùng lực như không cái này chị. Rồi cây này hoành thì 18. Đế nó gọn lắm cô chú. Dạ. Cái này đế gọn, rất là gọn luôn. Trên lệch nó không có nhiều. Củ này 30. Rồi. Chiều cao tổng nó là 15. Rồi. Rồi C20 này thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 500.000. 500k toàn quốc cho cô chú xem luôn. C20 ha. Rồi là hết trang đỏ luôn ha. Rồi tới mình tới là sam trái nha cô chú anh chị. Rồi sam trái. Sam trái thì cái này mình bán cặp ha. Này bán theo cặp. 21. Mã này là C21. Rồi em cầm nó luôn đi. Rồi cô chú anh chị mình so sánh với cái giếc bút lông nè cô chú anh chị. Rồi nó nhỏ hơn cái giếc bút lông tí xíu. Nhưng mà đường thân thì nó co đường lắc thân nó đẹp chú. Hàng mini hàng trong ống nha. Cái này cái này ghế ống nó cũng ghế ống cô chú, nó còn cao. Lúc ở dưới này là cái ghế nó nằm lúc dưới này là. Để mình đây, để đo thử đây. Tượng trưng cây cho cô chú anh chị xem. Đấy, vậy nè cô chú, ghế ống ha, thân lắc lượng như nè. Đó. Đó cây này đo được là 9 nè cô chú anh chị. Rồi. Ngay vị trí này nè, sam trái nha cô chú. Này thì là sam này trái nó dao động từ 7, 8, 9, 10 nha cô chú anh chị. Rồi, 7, rồi 8, đồng 9, giá 10. Một cặp như vậy là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi 400.000 một cái cặp. Đường thân trước sau đây.
Thì cô chú anh chị mình có lấy số lượng nhiều thì liên hệ với shop nha cô chú anh chị. Dán co lắc đẹp nè. Xem trái trồng ống nha cô chú. Đó. Cái rễ nó lúc ở dưới này nè. C21. Rồi đổi luôn em ơi. 21. Rồi 22. Rồi cặp 22 nó cũng vậy đó. Cũng vậy nha cô chú. Nó mua một form cho nó có thể cái thân, form, có thể cái thân là khác chút xíu, cái rễ khác thân chút xíu. Hơi khác chút xíu hoặc là rễ nhiều rễ ít thôi cô chú nhưng anh chị. Cơ bản thì nó giống nhau. Căn bản là nó lắc 2-3 nhịp vậy đó cô chú anh chị. Mình chơi co lắc, mình chơi đổ. Hoặc cô chú anh chị mình không thích chơi này, có thể mình phá dáng, mình chơi lại trực lắc cũng được. Rồi. Có một số cây có thể cắt lại trực lắc được. Rồi cặp này thì cũng 400 ngàn 400k ha. Bao phí ship toàn quốc. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi số 20 C23 23 cũng vậy luôn. À, cũng là một cặp sam núi trái như ba ba xa xa này, hay ba thì nó dài hai cỡ 2 20 à, cái nào cũng vậy đó. Mặt trước mặt sau đây cô chú anh chị ơi, thì mấy cây nhỏ này bứng cái bầu không có được gọn gàng giống cái như bầu, mấy cây lớn được nha đất nó, bầu đất nó cây nhỏ mình khó làm bầu đất, cây lớn thì mình làm bầu nó tròn trịa đẹp. Rồi đó, một cặp 400.000 400k bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi cô chú anh chị mình nếu như mà xem trên clip mà không rõ, cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo á, mình chụp kỹ lại cho cô chú anh chị xem trái ha. Rồi mã C24. Rồi 24 cũng vậy luôn. À, mình trồng thì mình tùy theo mình thôi, có thể nằm ngang ngang hoặc đổ đổ mình được. Cắt mình chơi là trực lắc hay là gì đó. Cây này cũng hơn gan tay, có 25cm ha. Có cây bạc mầm nè. Cây cũng rất là khỏe, bạc mầm là gai cô chú anh chị ha. Rồi dòng này nó cũng dễ sống lắm 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ. Dễ sống, dễ có trái. Rồi 24. Rồi 25. Rồi cặp 25 cũng là cặp cuối của cái video clip ngày hôm nay. Dạ. 25 hả cô chú. Đó. Cây này thì đổ rất là quái ha. Cây này nó đổ nó co. Cái gọng nó gắt. Cái gọng nó căng hơn ha. Cây này thì cái đế rất là đẹp. Cây này là bộ đế nó rất là đẹp. Cây này nó đều trong cái ống luôn. Rồi. C25. Cây này nhỏ nhưng mà bộ đế nó nôm đều hết trơn ha cô chú. Đó. Nôm đều đẹp. Mỗi cây nó có mỗi dáng riêng ha. Rồi, cặp này cũng là 400 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Sam trái. Rồi cũng là cặp cuối ha em ơi. Dạ, cặp cuối thì cũng xin kết thúc cái video clip ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ shop cũng như ủng hộ kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì, cảm ơn cô chú anh chị và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha hết cô chú. Rất là nhiều cây bonsai đẹp để mình lựa chọn. Con cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.